Chào mừng các bác, em đã quay trở lại với kênh YouTube Cùng Audio Hải Dương và tiếp tục lên đường những mẫu sản phẩm thiết bị điện tử bên Cùng Audio. Ngày hôm nay thì bên em đi rất là nhiều đơn để phục vụ anh em, và các bác biết là bên em Tùng thì làm ăn rất là cẩn thận rồi, từ khâu đóng gói, từ khâu chuẩn bị căn chỉnh chi tiết các giảm để các bác, vì em khi chúng ta nhận hàng về chúng ta cứ thế ghép nối vào phòng hát gia đình thôi. Và đặc biệt hôm nay thì bên em đi đơn với mẫu sản phẩm ETC DK670 Pro, một phiên bản các cơ lai số bên em mới thông báo về hàng cho anh em, và cũng đã nhận được rất nhiều các ý kiến đóng góp và đơn hàng của các anh em. Em cảm ơn các bác anh em đã lựa chọn và tin tưởng cửa hàng em với mẫu sản phẩm van cơ lai số thế hệ mới ETC DK670 Pro. Và tiếp tục hôm nay thì bên em lại về thêm ETC để phục vụ anh em đây ạ. Đây là phiên bản van cơ lai số chính hãng của nhà phân phối ETC nhé. Anh em nào đang cần mua một con van cơ lai số để ổn định cái tiếng chất lượng âm thanh hóa gia đình ấy, đừng bỏ qua mẫu sản phẩm đấy anh em ạ. Hàng chính hãng của nhà phân phối ETC, đầy đủ logo và tem mã cào để các anh em có thể kích hoạt chế độ bảo hành này. Hơn nữa thì đầy đủ dây giắc phụ kiện bên em đang bán với mức giá khuyến mại tốt nhất, đó là 1.450.000 đồng, giảm ngay cho anh em từ 1.900.000 xuống chỉ còn 1.450.000 thôi. Đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời, anh em hãy nắm bắt ngay để chúng ta chọn lựa ngay bộ phiên bản van cơ lai số chất lượng và đời mới ETC, phục vụ cho anh em hát hóa gia đình chuyên nghiệp nhất nhá. Em cứ quát anh em mở luôn cái phần lớp ni lông để em kiểm tra lại một nữa về hình thức với phiên bản mới này, với lô hàng mới về ETC DK670 Pro, đầy đủ tính năng cho anh em giải echo, reverb, effect EQ, các giải bát mic chép phần mic, bát mic chép phần nhạc, thêm chế độ cắt sụ và tổng số mặt trước nữa. Công tắc nguồn thiết kế mặt trước, phiên bản may nhôm màu đen dễ phối đồ, đầy đủ tính năng giải mic, effect vang nhạc, âm lượng tổng và các tính năng ở góc tay trái màn hình bao gồm mặt màn hình điện tử này, các chế độ lấy nhạc cho anh em, ấn input để cho ta chuyển cổng các tín hiệu lấy nhạc thôi, như là USB, cổng quang ở mặt sau, đường anten Bluetooth, đường cổng coaxial, đường aux để các bác nhìn thấy. Toàn bộ cái phân khúc lấy nhạc này nó rất nhiều các đường, anh em có thể tăng giảm âm lượng cái đường lấy nhạc nhá. Thêm nữa là có hai cổng mic A, mic B này, âm lượng tổng để các bác anh em có thể căn chỉnh riêng biệt. Và một cái tính năng rất là đặc biệt anh em hỏi em rất nhiều, đó là tính năng lag out. Sử dụng tính năng này anh em có thể hát livestream ở trên mọi nền tảng xã hội nhá. Và các cái đường kết nối thì anh em ghép nối âm ni, ghép nối cục đẩy, ghép nối đẩy nền vang đều được thông qua cổng R output, L output ở đây. Thêm hai cổng sub để các bác anh em có thể sử dụng sub điện, ghép nối trực tiếp cho em sub ở vang để chúng ta sử dụng cắt sub và âm lượng của sub mặt trước nữa. Rất là đơn giản anh em ạ. Và các bác nhìn xem, van cơ lai số hàng chính hãng, nhìn cái mặt hình thức thôi chúng ta đã thấy là nó rất là tuyệt vời rồi. Còn tiếng chất lượng âm thanh anh em muốn xem chi tiết hơn, vui lòng kích ngay ở góc đây, Tùng Audio, kênh Tùng Audio để chúng ta xem và trải nghiệm lại cái tính chất lượng âm thanh khi bên em làm video về dòng sản phẩm ETC DK670 Pro. Và ngày hôm nay thì bên em lên đường rất là nhiều đơn khách hàng này, và em cảm ơn các bác anh em nhé. Nếu như các bác anh em cần lựa chọn những phiên bản van cơ lai số hoặc thiết bị âm thanh, hãy đến với Tùng Audio Hải Dương. Và xin chào anh em, hẹn gặp lại các bạn anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương nhé.